Hello các bạn, đã đến với kênh của Chris Gamer. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series giải đố game từ 61 đến 70 của game này nhé. Này này, quá khó nhìn đúng không? Cách nhìn dễ nhất đấy, nhìn này thì cũng khá khó. Bạn tìm từng hàng, một là tìm từng hàng, hai là bạn có thể nghiêng máy sang phải hoặc sang trái để lia cái hình này cho nó dễ nhìn, tại vì nó sẽ có điểm khác biệt, số 8 và 9 khác nhau. Và mình tìm ra rồi nhé, nó ở bên góc bên phải này, nó cũng gần trung tâm tí mà cũng gần góc. Mình sẽ ấn này, đó, đấy ở chỗ tập tích đấy, nó sẽ hiện số 8 này. Các bạn nào lười thì các bạn tìm cái này là cách nhanh nhất, hoặc nhìn mình là cách nhanh nhất. Đó, tiếp theo sang level 62 này. Tìm màu xanh lá cây. À, cái này màu xanh lá cây. À, cái di chuyển được. Các bạn chỉ cần trộn màu vào nhau này. Ví dụ mình lấy màu vàng trộn màu đỏ này, vẫn ra màu đỏ. Nếu màu đen trộn màu đỏ, ra màu đen này. Nếu màu tím trộn màu đen này, vẫn ra màu đen này. Nếu màu xanh ra trời trộn màu hồng này, vẫn ra màu xanh này. Màu đen này. Hai cái không trộn nhau nữa. Thế mình phải thử lại rồi. Mình sẽ lấy màu xanh trộn với màu đỏ, đen, tím. Đó, mình lấy màu xanh ra trời trộn màu vàng này, sẽ ra màu xanh là cây. Đó, thế là qua màn. Đó, ấn vàng. Đó, tiếp theo là số 3 nào. Tìm hình lục giác. Sáu cạnh, lục giác là sáu cạnh nhé. Mình sẽ lấy hình này, mình ghép hình vuông. Nó sẽ ra 6 cạnh này. Đó, qua màn này. Tiếp theo, sang level 64 này. Tìm chữ cái A, E, B, F, C. Mình sẽ đếm thử chữ cái này. A, B, C, D, F, I, G, H. Mình sẽ đoán chữ cái chữ C chứ là chữ H đi chẳng hạn. Đúng không? G. Mình sẽ đoán một trong vài cái từ này sẽ đúng. Đó, G này. G nhé các bạn. Xem là 65 này. Tận dụng chữ đề. Cái này thì phi như bình thường thôi, cứ phi bình thường. Đó. Thế là qua, và gần liên tục mà qua thôi. Đừng nhanh quá, cứ ấn từ từ cho đủ vào ô được mà. Ta xem level 66 này. Sau mà giờ kim giờ chỉ. Kim giờ chỉ số 10. Đơn giản. Hoặc cái này mẹo này, cái này một hình, tôi nghĩa là một hình ảnh, có nghĩa sau một giờ bức ảnh nó vẫn chỉ thế, nên chắc chắn vẫn chỉ là 9 giờ thôi. Đó, sang level 67 nào. Có bao nhiêu gà con, bao nhiêu con gà con. Đấy, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6 con, nếu mình không sai. Cái này chắc chắn sẽ còn chỗ nào di chuyển nữa. Xác nhận di chuyển. À, chữ xóa di chuyển hả các bạn này. Có 6 con đúng không? 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Cuối cùng có 11 con nhé. Quả là 11 nhé các bạn. Tiếp theo này. Sang level 68 nào. Ăn hủ chó cho gốc xương này. À, như người thường mình thân thiết ấy, để chơi sao đầu nó thì mình thử thao đầu. Đó, các bạn sao đầu 20 lần là nó sẽ mình cười với bạn, nó qua màn thôi. Tiếp theo sao đầu 69 nào. Những ngôi sao nhỏ đang ở đầu. Rồi mình thử sao đầu. Đánh này, không được. Các bạn thử nắc này. Nắc 1-2 lần này. Không được đúng không? Úp xuống. Không được đúng không? Nắc mình trước này. Đấy, mình cố cứ nắc thật là mạnh, trái phải thật nhiều lần, tầm 3-4 lần là được. Nó sẽ qua màn này. Thế là 70 nào. Câu mà học sinh cấp 1 cũng biết. 18 thì không thể bằng 1 được. À, một cái gym di chuyển được này. Ta sẽ di chuyển số 1 chẳng hạn này. Khó nha. À, số 1 di chuyển này, mình kéo từ sau bên này. À đấy, các bạn nhìn mình.
di chuyển được sang bên này này, xong rồi một một chỉ một chứ không bằng một thôi đó, cái quay di chuyển này ra giữa này đó, theo qua màn này. Các bạn có xem video của mình nhé, đầu thứ hai thì hãy like, share kênh để subscribe và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những video hay hơn và nhiều game hơn nữa nhé. Chào các bạn.